nay shop xe đạp Hân My tiến hành bàn giao cặp Pinarello F14 về cho anh Lê Thanh Hải ở Tân Định Bến Cát Bình Dương nha các bạn nha. Đó, ảnh nói chỗ mình là bán hàng có sao nói vậy, đúng hàng sự thật nha các bạn nha. Con bên phải là Pinarello F14, khung carbon, phụ carbon, ghi đông carbon, cốt yên carbon, bánh carbon 6560, group 105-7020. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 38.500.000 nha bạn nha, 38.500.000. Và con màu đỏ này khung carbon, phụ carbon, ghi đông carbon, group 105-7120, giá 39.500.000 nha các bạn nha, 39.500.000 và 38.500.000. Đó, ảnh làm một cặp luôn. Xíu nữa mình cho xe bán tải trở về cho chảnh. Khung carbon, phụ carbon, bánh carbon. Các bạn mà đi về dưới khu Tân Định Bến Cát Bình Dương thấy cặp này là biết bên em đã giao nhá bạn nha. Một cặp xe giao cho anh Lê Thanh Hải. Tay đề lắc Shimano 105R7120, ghi đông carbon. Tay đề lắc Shimano 105R7120, ghi đông carbon, khung sườn carbon và phuộc carbon, bánh carbon, đùm nhôm. Giá xe 39.500.000, 39.500.000. Xe mới nha các bạn nha, xe mới. Cùi đề đĩa Shimano 105R7001, giò dĩa Shimano 105R7001, sơn Shimano da băng 12 và clip thả 12 tầng Shimano da băng. Cùi đề clip Shimano da băng 105R7001. Anh bảo ở dưới đó bán toàn xe giá cao quá, anh mua không nổi, anh mua trên đây cho nó rẻ, giao về đó cho nó đã. Giá chỉ có 39.500.000, Pinarello F14. Và lại được bảo hành nữa, khung xe bảo hành 2 năm, đề clip hỗ trợ sửa chữa miễn phí. Bánh Campagnolo VKTO, bánh siêu chớn nha các bạn nha. Con này là 39.500.000, clip thả 12 tầng, heo dầu Shimano, mặt đĩa Shimano. Giá xe đang được bán với giá 39.500.000, Pinarello F14. Đó, bánh chạy chớn là chớn luôn, mặt đĩa Shimano RT70 140 nha các bạn nha, sau 140 trước 160, mặt đĩa RT70, khung carbon, phụ carbon, ghi đông carbon, cốt yên carbon, đây là màu đỏ đen. Giá xe đang được bán với giá 39.500.000. Các bạn cần thì cứ alo mình ráp thêm con nữa các bạn nha. Và đây con màu đen. Đó, con màu đen. Con này giá nó là 38.500.000 nha các bạn nha. 38.500.000. Khung carbon, phụ carbon, ghi đông carbon, cốt yên carbon. Con này là ảnh chạy, còn con đỏ là vợ ảnh chạy các bạn. Con màu đen là ảnh chạy, ảnh nói thôi anh chạy 11 clip thôi được rồi. Tay Deluxe Shimano 105. Khung carbon, phụ carbon, ghi đông carbon, bánh carbon 6560, đùm bọc carbon. Bánh này bánh copy nha các bạn nha, đùm là đùm copy, đã là hàng copy là copy hết nha các bạn nha. Khung sườn carbon, phụ carbon, ghi đông carbon, cốt yên carbon, ghi đông cốt yên carbon, bánh carbon, đùm bọc carbon. Cùi đề đĩa Shimano 105R7000, giò dĩa Shimano 105R7000, sơn Shimano da băng 11, clip thả 11 tầng Shimano da băng. Cùi đề clip Shimano da băng 105R7000, 2 đĩa và 11 clip. Bánh carbon 6560. Bánh này bánh copy không chính hãng nha các bạn nha. Đùm là đùm copy không chính hãng luôn, tại vì cái bánh đã copy làm gì có cái đùm chính hãng các bạn. Bánh có nổ lớn nha các bạn nha. 2 đĩa và 11 clip. Con này 11 clip, bánh cối nổ lớn và siêu chớn. Đó, bánh độ chớn rất tốt các bạn. Con này sử dụng bạc đạn NBK nha các bạn nha. Niền carbon 6560, vỏ Julia xe vỏ 700x25. Heo dầu Shimano 105R7170.
7070 heo dầu Shimano 105 R7070. Còn bên đây mới heo 7170 các bạn, lộn hai con. Đó. Giá con màu đen là 38.500.000 và giá con màu đỏ là 39.500.000. Đó, tí nữa xe tới là em xuất phát giao về đó nha các bạn nha. Màu đỏ và màu đen. Địa chỉ mua hàng của shop em là 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995. Ai cần ráp một cặp lên đẹp như vậy thì liên hệ địa chỉ trên nha các bạn nha. Giá con đen là 38.500.000, giá màu đỏ là 39.500.000. Lý do tại sao cùng Bina mà hai con khác giá nhau? Khác giá nhau là lý do xe này sử dụng 11 lít và xe này sử dụng 12 lít nha các bạn nha. Bộ rúp 105 12 tầng lít và bộ rúp 105 11 tầng lít. Màu đen 38.500.000. Màu đỏ 39.500.000. Chào bạn.